Phần cuối của Cơ sở Công nghệ như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua những đoạn clip thú vị. Tuần này hãy cùng tìm hiểu về tầm nhìn 2030, bao gồm những kế hoạch hiện đại hóa các thành phố trên khắp các vương quốc của Ả Rập Xê Út Thống Nhất. Là một phần của kế hoạch, quốc gia này hy vọng sẽ xây dựng một hệ thống vận chuyển Hyperloop khổng lồ để di chuyển nhanh chóng giữa các thành phố tại Ả Rập Xê Út chỉ mất vài phút đồng hồ. Hãy cùng theo dõi hệ thống này trong đoạn clip sau đây. Vào hôm thứ Hai vừa qua, thì hãng Virgin Hyperloop One, một công ty tại Los Angeles, đang phát triển công nghệ Hyperloop. Và hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã công bố một miếng mẫu cho hệ thống Hyperloop dự kiến sẽ được lắp đặt trong tương lai. Nếu được thực hiện, hệ thống này sẽ cắt giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các thành phố của Ả Rập Xê Út và Ả Rập Thống Nhất. Theo Virgin Hyperloop One, thời gian di chuyển thường kéo dài hàng giờ sẽ được co lại chỉ còn vài phút. Hệ thống Hyperloop của Ả Rập Xê Út sẽ kết nối nhiều thành phố tại Trung Đông lại với nhau, bao gồm cả Dubai, Riyadh, Jeddah và Abu Dhabi.